hôm nay bầu trời Hà Nội các bạn đang xin lỗi các bạn là mình đang bán xe, khách hàng đang chửi xe ở sau nhà cũng có thể mình có thể quay một hướng nào khác nhỉ? Em ơi, đây em có thể quay được cái này. Em quay được cái em hướng, quay được lại. Xin lỗi các bạn là bên mình cũng hơi bất ngờ là mình đang phát trực tiếp thì cũng có bạn đến xem xe, nên là nó hơi căng lên, đến là đến xem xe nên hơi ồn quanh đây. Em đang hướng hướng ở đây đây. Em ơi em cho gần gần nào đi. Nói hôm nay là bầu trời Hà Nội bắt đầu xe lạnh, đây cái rét đầu đông của Hà Nội, chắc chắn là rất nhiều người ở Hà Nội người ta sẽ nhiều người ta sẽ cảm nhận được cái không khí của Hà Nội khi một cái rét đầu đông rất là có một cái gì đấy rất là cảm giác nó thay đổi cái thời khắc giao thời ấy. Đấy, mọi người gái nó rất là ấm mà nó lạnh nhưng mà trong đấy nó rất là hay, đấy, cái bầu trời rồi là cái không khí mọi cái rất là hay, có thể ai có người mặc quần áo để mặc diện tất cả một trang phục được, có thể mặc áo không tay được hơi xe chút. Hôm nay là ngày chủ nhật nhé, thì thường thường là mình sẽ phát trực tiếp nên là thứ năm hoặc chủ nhật. Hôm nay chủ nhật thì buổi tối thì bên mình cũng là bận lắm, không có ngày nào bên mình cũng tương đối là không nhiều khách trực tiếp được, là do thời gian hay công việc là gì mà khách hàng tương đối đông. Thì có bạn nào ở trên này mà đang xem thì nếu mà nhìn mình lên chi thì cũng rất là quen đúng không? Thì về quen là về chuyên mình nhập cái máy xe máy, là cũng chuyên sâu vào xe máy cả máy cũ. Xin lỗi các bạn. Thì có bạn nào trực tiếp có nhu cầu à, chào bạn Nguyễn Hưng nhá. Thì có bạn Nguyễn Hưng đang hỏi nói là các bạn rất là bên mình chỉ có nguyên chỉ có côn tay thôi bạn biết không ạ, bốn số chỉ có đang chỉ có côn thường thôi, chỉ có côn thường nhé, côn tay giờ này hơi yếu, giờ này mình cũng không mua được chứ khoản đóng ấy rồi, thật ra này chuyển hết vào Nam rồi, xe côn tay cũng chuyển hết vào Nam rồi, không còn nữa. Đấy mình đừng xem có rõ, các bạn thấy xem rõ nét không? Bên cái này tôi nói là đây mình cũng phát thì nó cũng theo có chút cảm hứng thôi, nên về cái về khâu chuẩn bị thì nó thật ra để nó sắp xếp một thời gian như thứ năm hoặc chủ nhật, còn thêm một chút thời gian
trực tiếp của các bạn khách em ra các em quay trực tiếp đây có chị đến để mua một chiếc lít chào người nhân viên mình đang tư vấn đấy. Đấy. Nhân viên mình tư vấn hiện tại là cái lót thêm phụ kiện chào dòng con nhá. Thì cái Jupiter VD7 thì nó đợt này cũng hơi hiếm lên dòng con ạ. Mình chỉ có du V thôi, du V với du thường thôi. Và Gravita, mà không thích Gravita màu đỏ em không? Gravita 2 lẻo thôi, thử xe là bảo em mà sẽ không chất đấy. Thế thì nếu các bạn có nhu cầu thì bên mình có, hoặc các bạn có thể vào website bạn dòng con nhá. Cái nào có vào website đấy ạ. Các bạn có thể vào website xem máy hoặc kênh trực com nhé. Bạn vào xem máy hoặc kênh trực com và bạn chọn hàng và hãng xe mà bạn muốn xem, như là Jupiter thì bạn có thể vào Yamaha, bạn chọn Jupiter thì sẽ có hình ảnh và giá cả chi tiết đời năm sản xuất của các xe các bạn lựa chọn nhé. Và các bạn có thể liên hệ với một trong ba số điện thoại được để ở đường dây nóng ở trên trang web để có thể hỗ trợ và tư vấn một cách nhanh chóng nhất nhé. Có bạn Trịnh Việt Tùng ạ, bạn có hỏi là Everest 125cc đen nhám bản remote biển Hà Nội giá như thế nào ạ? Chờ chút nha, xin lỗi các bạn nha, mình phải chuyển giao số máy thôi. Vì cái số máy này toàn bộ mình dồn hai số máy vào thì chắc chắn là sẽ không thể. Em nghe anh điện thoại em. Có bạn nào đang xem đúng không ạ? Có bạn nào đang xem, các bạn có thể nghe em ở đây nha đúng không ạ? Xin lỗi bạn, các bạn mình bởi vì mình cái máy điện thoại hầu như đây là bây giờ ta dùng 4 máy rồi, 5 máy thì hầu như tiếp khách. Bạn Trịnh Việt Tùng ở đây, chào Trịnh Việt Tùng nhá. Thì Everest 125cc đen nhám bản remote biển có bạn nhé. Thì cái bản remote thì bản đấy là bản 25 ấy nhỉ, bản em sần ấy nhỉ. Nó có hai đời, bên mình có hết nhá bạn, Trịnh Việt Tùng nhá. Bên mình có hết, có đời 2014, 15, 16, 17. Đấy, có hết bản, bởi vì cái dòng bản của 125 bản đen nhám hay là bản tương đối anh em rất là quý, rất thích. Đấy, nên là bên mình có, chính vì cái nhu cầu của các bạn có nhu cầu ấy, thì bên mình có đã thu mua luôn. Tất cả có bất cứ người nào đến bán xe khu vực Chùa Hà hoặc có thể khu vực Hà Nội này là mình mua luôn. Hiện tại là mình có khoảng 5 đến 6 chiếc xe Everest em sần nhá. Thì nếu mà Tùng đang phát trực tiếp đây thì bên mình có giảm cho bạn tầm khoảng, nếu mà Tùng mình sẽ giảm cho bạn tầm 1,5 triệu đến 2 triệu so với giá trên website nhé. Mình giảm giá, nó thật ra giảm đến 2 triệu là lợi nhuận mình quá thấp rồi, thấp lắm rồi. Thế bởi vì xe thứ nhất là ưu tiên nó sẽ đạt các cái tiêu chí tiêu chuẩn, nó chuẩn thì bên mình nhập vào mà đã đạt các cái tiêu chuẩn như là mình nhập vào cái giá cả nó cũng không được rẻ, vì rẻ quá thì nó sẽ không đạt yêu cầu khắt khe của mình. Các bạn có thể có nhu cầu hãy đến nhà mình nhé, giảm đi cho, nếu mà phát trực tiếp mình giảm cho bạn 2 triệu đúng nhá. Có tất cả các đời mình có hết mà toàn xe đẹp. Thế mình thấy thế này, rất nhiều bạn phát trực tiếp này là nhiều bạn là không biết đến mình, dần dần rồi các bạn cố gắng để cho bạn biết đến mình. Đấy, rất nhiều bạn biết là giới thiệu với các bạn nhá. Đúng nhá, thì giảm đến 2 triệu nhá. Bạn có thể gọi điện vào số điện thoại đường dây nóng của giám đốc của bên mình là 168-28-28-28 nhá. Bạn Văn Toàn ạ. Chào anh, xe X2 135 cô chuyển động đời 2015 bên được bao nhiêu tiền ạ? Chào Văn Toàn nhá. X2 cô đến chỉ không mua à, không được, mình chỉ còn màu ấy thôi nhé. Văn Toàn nhé, mình chỉ còn đời 2014 thôi. 2014 con 2014 của mình cũng đọc trên tay. Cái này thì để mình kiểm tra lại cho bạn nhé. Thì bởi vì là nó thật ra thì mình đi đọc bên mình rất nhiều xe, không nhớ. Bạn có thể vào website xe máy hoặc kiên.com nhé. Bạn vào xe máy hoặc kiên.com, bạn chọn theo Yamaha, bạn vào Exciter thì bên mình có thể các dòng xe Exciter ở trên đấy ạ. Bạn có thể tham khảo ảnh chi tiết. Vâng, anh em quay đây chị Dương. À đây cũng một số khách hàng cũng đang chờ bên mình. Các bạn anh Trường. Vâng, anh em đang phát trực tiếp đây các bạn, đây này là